Đây là bảng thanh toán tiền lương. Bảng thanh toán tiền lương thể hiện việc trích tiền lương, chi tiền lương cho các bộ phận. Cụ thể, chúng ta sang phần tải về, bấm vào bảng lương và tải về. Tôi sẽ copy cái bảng lương này ra và mở trên file Excel để cho chúng ta hạch toán một cách dễ dàng hơn. Chúng ta bấm vào bảng lương trên Excel. Ở đây theo như nội dung của trình đơn là các bạn đang hạch toán bảng thanh toán tiền lương của tháng 1. Do đó, chúng ta sẽ vào sheet 1 bảng lương của tháng 1. Trong bảng lương của công ty về đào tạo có các bộ phận như sau. Chúng ta chia tách ra bộ phận quản lý, bộ phận đào tạo chịu thuế dịch vụ 10% và bộ phận đào tạo không chịu thuế. Mục đích của việc chia tách như vậy là để cho các bạn hạch toán chi phí nào thì đi vào mảng đó để phân bổ chi phí cho hợp lý. Bút toán đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đó là căn cứ vào cột tổng lương, hạch toán phần trích lương phải trả cho cán bộ công nhân viên với định khoản nợ 6422 là số tiền tổng lương của phần bộ phận quản lý 54.595.384 đồng. Dòng thứ hai là bộ phận đào tạo chịu thuế suất 10% nợ tài khoản 154. Chọn khoản mục chi phí liên quan là sản xuất chung chấm nhân viên phân xưởng chấm cho bộ phận đào tạo chịu thuế 10% hoặc các bạn có thể chọn luôn là nhân công trực tiếp chấm bộ phận chịu thuế. Dòng thứ ba là nợ cho tài khoản 154 có tài khoản 334. Chọn nhân công trực tiếp chấm cho bộ phận không chịu thuế. Giống như phần khoản mục chi phí tôi đã hướng dẫn cho các bạn tách ở trên phần mềm kế toán gây ra và có cho tài khoản 334 là tổng tiền lương bao gồm các bộ phận. Nếu các bạn dùng thông tư 200 thì sẽ điều khoản như sau. Nợ 642, số tiền của bộ phận quản lý, nợ 622, trong đó tách ra 6221 và 6222 chi tiết và không cần chọn khoản mục chi phí. Thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Các bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác ở đây. Nhấn vào chứng từ nghiệp vụ khác. Nội dung thứ nhất đó là trích tiền lương phải trả cho công nhân viên. Ngày hạch toán và ngày chứng từ là ngày 31 tháng 01 2021. Nợ cho tài khoản 6422 có tài khoản 334. Dòng thứ hai nợ 154 có 334. Dòng thứ ba nợ 154 có 334. Tuy nhiên ở đây các bạn gạch ngang bộ phận QL. Dòng thứ hai các bạn gạch ngang bộ phận chịu thuế 10%. Dòng thứ ba các bạn sẽ chọn là không chịu thuế. Số tiền tương ứng căn cứ trên bảng lương là 54.595.384 đồng. Dòng thứ hai tương ứng là 31.419.904 đồng và dòng thứ ba là 35.905.385 đồng. Tổng là 121.920.673 đồng khớp với dữ liệu ở trên bảng lương. Tiếp theo, chúng ta quan tâm đó là khoản mục chi phí. Điều này rất quan trọng với các bạn dùng thông tư 133 thì cần phải có điều kiện là gắn với khoản mục chi phí. Còn thông tư 200 thì chúng ta bỏ qua. Phần công trình các bạn sẽ không cần chọn và sau này khi tính giá thành, tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta về việc phân bổ chi phí vào các mạng đối tượng liên quan. Cuối cùng, thì các bạn nhấn cất ở đây để hoàn thành bút toán thứ nhất, việc trích tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên. Các bạn sang nội dung thứ hai, đó là trích bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp. Trong đó có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Trong trường hợp chia tách ra từng bộ phận rõ ràng, như vậy các bạn sẽ có 9 bút toán tất cả. Đầu tiên là nợ 642, có 3383, có 3384, có 3385 và có 3382. Như vậy là định khoản thứ nhất sẽ là nợ 642 có 4 loại có liên quan.
Định khoản tiếp theo là nợ 1 năm 4 cũng có 4 loại có liên quan. Định khoản thứ ba sẽ là nợ 1 năm 4 cũng có 4 tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, khác nhau ở chỗ là đối với mảng bộ phận chịu thuế và không chịu thuế này chọn khác nhau ở phần khoản mục chi phí. Chúng ta thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Cũng vào chứng từ nghiệp vụ khác, click vào chứng từ nghiệp vụ khác ghi nội dung là trích tiền bảo hiểm xã hội trừ vào chi phí của doanh nghiệp. Các bộ phận và ngày hạch toán cũng là ngày 31 tháng 1 năm tài chính. Đầu tiên chúng ta ghi là bộ phận quản lý nợ 6422 có 3383, nợ 6422 có 3384, nợ 6422 có 3385, nợ 6422 có 3382. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ gắn số tiền tương ứng vào đây. 3383 là 9.100.000 đồng. Dòng thứ hai là bảo hiểm y tế 1560, 1.560.000 đồng. Dòng thứ ba 3385 là 520.000 đồng. Dòng cuối cùng là 1040, 1.000.000. Tiếp theo, chúng ta định khoản nợ 154 có 3383. Nợ 154 có 3384, dòng thứ ba là 3385 và dòng thứ tư là 3382 kinh phí công đoàn. Giống với số tiền tiếp theo là cột thứ hai ở đây. Cột thứ hai này chúng ta sẽ giống số tiền tương ứng là 3.465.000. Tiếp theo, chúng ta lấy số tiền 810.000 đồng. Dòng thứ tư 3385 là 180.000 đồng. Dòng tiếp theo là 540.000 đồng. Chú ý, chúng ta kéo con chuột sang bên phải và chọn khoản mục chi phí liên quan. Ở đây chúng ta đang kiểm tra lại bảng lương là bộ phận dịch vụ chịu thuế 10%. Lương cho vào nhân công trực tiếp thì bảo hiểm liên quan cũng chọn vào nhân công trực tiếp. Rồi nhấn phải chuột sao chép cho các dòng dưới. Như vậy, tới bộ phận nào giải quyết mối quan hệ liên quan tới bộ phận đó. Tiếp theo, các bạn tiếp tục nợ 154 có 3383. Nợ 154 có 3384. Nợ 154 có 3385. Nợ 154 có 3382. Cũng bốn dòng nội dung liên quan, các bạn chọn xuống dòng cuối cùng ở đây. Giả sử tôi bôi màu xanh. Ở đây số tiền liên quan là 990.000 đồng. Tiếp theo, chúng ta an tab sang bên bảng lương 330.000 đồng. Dòng thứ ba là 660.000 đồng. 3383. Xin lỗi các bạn, 3383 là 5.775.000. Dòng thứ hai là 3384 là bảo hiểm y tế 990.000 đồng. Dòng tiếp theo là bảo hiểm thất nghiệp là 330.000 đồng. Và cuối cùng là 2% kinh phí công đoàn của đào tạo không chịu thuế là 660.000 đồng. Có một số công ty không có phần kinh phí công đoàn thì chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Ở đây chúng ta lưu ý khoản mục chi phí bốn dòng cuối cùng phải chọn lại là đối tượng không chịu thuế, phải chuột sao chép cho các dòng dưới. Như vậy, với hạch toán này, các bạn sẽ nhấn vào cất để hoàn thành, tức là có 12 nghiệp vụ trong một hạch toán, tương đương với 3 định khoản nợ khác nhau về
chia tách ra cho hợp lý với nội dung của bảng lương cũng như là hợp lý với công ty dịch vụ đào tạo mà chúng ta đang làm. Nghiệp vụ thứ ba chúng ta cần phải toán đó là định khoản trích bảo hiểm nhưng trừ vào lương của nhân viên, chính là ba cái cột này. Trong đó có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Các bạn định khoản như sau: nợ 334 có 3383, có 3384, có 3382 và có 3335. Ở đây các bạn quan tâm tới ba dòng cuối cùng. Vậy các bạn sẽ thực hiện bút toán như sau. Vào chứng từ nghiệp vụ khác, click vào chứng từ nghiệp vụ khác, trích bảo hiểm, các loại trừ vào lương của nhân viên. Ngày hạch toán là 31/1. Nợ tài khoản 334 có 3383. Nợ 334 có 3384. Nợ 334 có 3385. Nợ 334 có 3335 là thuế thu nhập cá nhân. Số tiền liên quan là 8.240.000 đồng. Đối với việc trừ vào lương của nhân viên thì bộ phận nào cũng là nợ 334 nên chúng ta sẽ không tách ra từng bộ phận. Chúng ta lấy số tiền tổng ở dưới cùng này. Tiếp theo, bảo hiểm y tế là 1.680.000 đồng. Dòng thứ ba là 1.030.000 đồng. Dòng cuối cùng là thuế thu nhập cá nhân là 523.385 đồng. Tổng cộng lại là 11.473.385 đồng. Chúng ta bấm cất. Và như vậy đối với định khoản nợ 334 có 338 liên quan và 3335 liên quan thì các bạn không cần phải chọn khoản mục chi phí. Như vậy đối với bảng tính tiền lương này thì chúng ta sẽ thực hiện như tôi vừa trình bày. Và tiếp theo để hiểu hơn nữa về tiền lương thì các bạn sẽ đi vào phiếu chi và ủy nhiệm chi phía dưới. Trong đó phiếu chi là phiếu chi lương, còn ủy nhiệm chi là thanh toán tiền bảo hiểm xã hội. Chúc các bạn học tốt!